Xin hỏi có phải chân linh ông Trần Văn Ngân không? Ông gật mạnh cái nữa nào. Rồi, chào ông nhá. Ông nói chuyện với ông Ngân đi. Đấy, chặt vào giờ đấy. Cô nhắm mắt ngồi đấy. Chào đi. Chào ông. Ông ơi. Chào bố. Em sống sống có chết chết kia không phải không? Một hộp chỉ cho nhà con tôi. Không chung chung gì không? Không có cái con tôi. Ông đi một hộp không gặp được mẹ con tôi. Ông có trách móc không? Có được gì? Mọi người biết con tôi đi. Đã có con dài, đã có dây ung với cái đồng này này. Tổng đeo tôi cũng chưa đến đâu. Tổng đeo tôi cũng chỉ quất phen được cho ông. Chỉ là ông đã muốn đợi. Nào ông mở mắt nhìn con nào, nhìn vợ kìa à? Nhìn con. Ông có nhớ tôi không? Ông thay quan ông nói đi. Ông có điều gì chưa ấy không? Nói với chúng con này. Ông có khát nước không? Ông có khát nước không? Lấy nước không? Không có. Lấy nước mà ông. À, uống chân nước nào, xong rồi cai khẩu nói chuyện với người chân nha. Khai khẩu bố nói với cho chúng con biết. Không cần nhiều lắm đâu, được rồi. Lấy một cái thôi được rồi. Không chia đôi được, một lấy chia đôi. Đi đi chạy cũng một ngày đâu. Đi đi cùng bác anh em. Từ lấy chia đôi được rồi. Đi họ ăn không lấy ăn nữa. Ôm vào đây.
Ông nói điều gì buồn lạ thôi. Ông buồn cái gì? Ông buồn gì thì ông nói đi. Đừng nghe, chưa làm nhà xong. Ở đây ông biết rồi, thầy ông biết rồi. Ở đây thì chúng tôi biết rồi, thầy còn gì nữa, ông nói gì. Thầy điều chân trở của ông đúng không? Là hai chú chưa lấy vợ, với cả nghe đến cái xong đúng không? Thầm chung vô tâm. Thầy còn gì nữa. Không mình nói được, nghe được. Ông nói đi, ông ta có nói đi. Bố cứ nói, có gì bố cứ nói cho chúng con biết. Còn điều gì ông chưa ấy, ông chăn trở là ông chưa nói, đứa nào nó chưa ấy, đứa nào nó chưa làm cho nhiệm vụ thì ông ấy, ông nói chúng con biết. Để tôi về tôi còn cho các cháu biết. Ông nói yêu thôi. Ông mệt. Ông nói đi. Ông mệt. Chân bố bắn đầu. Đó. Ông thở lòng chân, ông thở lòng chân. Ông có đau đớn cho người không? Chỗ phên mổ của bố bắn đầu. Chân ông có đau không? Dùng chân. Dùng chân. Chân giữ ông lại, cái chân ông. Để ông rửa chân ra. Ông rửa chân ra nhé. Ông rửa chân ra để rửa chân. Ông rửa chân ra. Bình thường như là bây giờ ông ngồi nhà đấy. Cũng bình thường ở nhà thôi. Ông giờ đeo một thiếu đi không? Ông đeo một thiếu cái gì để con ông nào ấy? Tay chú quá. Chú. Chào ông bình tĩnh. Ông bình tĩnh, ông nói bình tĩnh luôn. Ông bình tĩnh, ông nói. Ông mới nghỉ thì ông nói. Hôm nay các cụ có đi cùng bố không ạ? Bố. Có cụ nào đi ạ? Cụ bà có đi theo không? Không biết. Anh bầu có đi không? Không biết. Không biết. Tao run chân quá. Bóp chân cho bố nhá. Không. Sao bố ạ? Bố sao bố? Bố có điều gì vậy không? Bố thương các con. Bố đừng động nữa. Thôi bố ạ, bố đừng động nữa. Ông còn buồn điều gì nữa? Buồn sống không? Buồn điều gì cứ mẹ con tôi chăm ông như thế có được hay không? Như thế là ấy chưa? Chân dung ra chân quá. Nó không nói được gì. Cứ nói đi. Thế ông cứ bình tĩnh. Ông cứ nghỉ rồi ông nói tiếp. Uống nước nhá. Ông cứ bình tĩnh. Ông cứ bỏ rượu rồi gì. Ông cứ bình tĩnh rồi ông bình tĩnh xong rồi ông nói. Ông cứ nghỉ thôi, bình tĩnh đi. Thương mẹ mày. Có biết. Anh nghe chúng mày bị bắt nhau. Đúng. Nhất là thằng Châu. Nói rằng mày như danh nhất nha. Đúng. Nhưng anh em chúng mày mà không đoàn kết. Đúng. Sẽ nát nha. Đúng. Mẹ mày sẽ khổ. Đúng. Nếu là trong nhà nó chưa làm nhà xong chúng mày vừa gặp phút đắp cho yên.
cháu nó ngoan ngoãn vì bố nó nói nhiều lắm nhưng mà cháu nó cũng không nghe, ông đột chú chỉ cho cháu để cho cháu nó ngoan ngoãn cho nó nghe lời. Vì này cháu bông cũng thế, cháu bông bụng bướng lắm, hay cãi giả bà lắm, nên là ông phù hộ cho cháu ngoan ngoãn nhé. Thế còn con dâu, con nợ dâu thứ hai thì như thế nào, con nói cho tôi biết. Ngày năm tới đây đừng lại con của em. Đừng lấy hai thằng cu khỏe mạnh lắm. Đó cũng phù hộ cho hai đứa cháu cũng khỏe mạnh. Phù hộ cho hai đứa cháu khỏe mạnh nhá. Cho các cháu khỏe mạnh nhá. Cho cháu Nam ngoan ngoãn nhá. Cháu lưu nhớ ông lắm. Suốt ngày có lớp cho ông mà lúc nào chỉ bảo ông về. Cháu Nam thì lúc nào có hỏi gì đấy. Cứ bảo là ông đi ngủ rồi. Ông về thì ra ta còn gặp gì ôi trời, có gặp gì rồi, thế con gì nữa không ạ? Hôm đấy là ông gặp được tất mọi người đúng không? Ông đi là ông gặp hết mọi người rồi đúng không? Thế còn thiếu ai không ạ? Mời con. Dạ, vừa trên vơ thằng kia nó về. À vâng, đúng rồi. Thằng kia về lúc là ông mở mắt ông nhìn đúng không? Cháu dâu lớn. Thế ông đi ông cũng cảm là hai bác cũng bị ốm. Người cũng ốm, không về được thì đại diện thôi. Đại diện là cháu dâu cả về. Ông có trách móc gì ông bà ngoại bố mẹ mẹ vợ không? Không, ông bà đau chân ông đi được. Cụ ông ốm suốt. Ông lần này cũng ốm. Ông phù hộ cho bố mẹ vợ được khỏe mạnh nhá. Các bệnh tật tiêu tan nhá. Thế còn gì nữa không? Ông nói cho tôi mẹ con tôi biết đi. Ông phù hộ cho tôi nhá. Cũng vừa rồi tôi cũng ốm đau thì ông ủng hộ cho tôi khỏe mạnh nhá. Còn gì nữa thì ông nói về mồ mả gia đình nhà mình thì như thế nào? Vâng, thì lúc nào xây mô anh bao xây cao lên gì ạ? Xây cao lên lên. Các ông cũng biết là dân hảo anh ấy mất này là ai có biết ngay mất không? Thật lắm bố cứ bình tĩnh. Ông bình tĩnh bố nói. Ông ơi, cuối năm. Cuối năm, nhưng mà là năm 1977 đấy là đúng không? Không phải năm đấy. 17 tháng 7. 17 tháng 7 năm 1977. Thế năm 77. Thế mẹ có đi theo không? Đã. Không. Không ạ. Thế cụ, hai cụ đẻ ra cụ chưa có đi không ạ? Không, có mỗi cụ ông đấy thôi. À, có mỗi cụ ông đi cùng ạ? Ở của ông này dễ có thiếu thốn gì không? Đúng rồi, của ông có thiếu thốn gì không? Không. À, cũng không. Chúng ngoài ngày dỗ đốt theo quần áo đẹp. Vâng. Hôm giờ rằm 7 rồi, một con lúc nào ông có nhận không? Thế ông ơi, thế như ông hè thì... Ông rét quá. Lấy áo của mẹ, lấy áo của mẹ ta. Đâu? Thế cháu và con hẹn đến thứ ba đấy thì đến bao giờ thì làm được nốt nhà? Đấy là năm rưỡi. Mà sao năm bảo nào cố gắng? Đầu năm hay cuối năm bố? Cuối năm. Vâng. Hai thằng chịu khó mà lấy vợ. Vâng. Mẹ mày còn khỏe. Vâng. Vâng ạ. Đấy là chúng con biết rồi. Con biết là dí nguyện của ông như thế. Dí nguyện của ông là hai chú chưa lấy vợ. Tao đi sớm không lo được cho ai làm. Thằng nghe nó cũng khổ. Không mà biết tao vào được có một mình nó thôi. Nhưng mày không ra. Ông thả lỗi cho mẹ con tôi nhá. Thì em bỏ qua được rồi. Cho bà con. Thì bà con cũng vừa mới về xong cũng không được ấy. Tôi có quá mệt mỏi rồi cho nên là ông tha lỗi cho tôi nhá. Tôi ăn phận lắm nhưng mà ông tha lỗi cho tôi nhá. Để ông có tha lỗi cho tôi không? Bảo thằng Cương con nàng dọn dẹp vào. Vâng vâng. Bảo suốt đấy. Thằng Trì nó về nó cứ toàn phải đứng chết đi. Vâng. Trời nắng. Vâng. Cháu trước cửa nhà thằng Trung nó dọn dẹp rác vào. Nó cứ bắt mưa đồ ra đấy hay.
xong cái xe nhựa dân đấy bỏ đi luôn ấy. Bỏ đi, tao không nhìn thấy gì. Con cũng nhắc mẹ rồi. Bảo bỏ đi. Nhưng mà con vì là hàng nhiều quá cho nên là con vẫn chưa có chỗ để. Tao nó không làm được nhờ thì bỏ bớt đi. Tao làm gì, con vợ nó có chịu làm đâu. Thằng chung nó cứ làm một mình. Ông phải thay đổi cho con vì con nó bây giờ nó mang thai hai cháu, nó mệt mỏi, nó không làm được thì ông tha lỗi cho con nhá. Không, con đang gặp ông ta đâu. Ông đây ạ, thế thì ông tha lỗi cho ông Trung. Con thứ hai quá. Không phải rồi. Bảo thằng Trung nó làm hết đi. Vâng, vâng, ở đây cũng bảo thằng Trung nó làm hết. Còn gì nữa đi. Một mình thằng Trung nó chưa nào nó trả con bố gì cả. Con vợ nó cứ ngồi ở trong nhà. Cái gì cũng sai để con Hương. Con Hương nó coi. Để cho nó còn hình ơi không cái. Con biết mà. Còn thế con biết đâu. Ông nói hết. Ông có bình tĩnh. Thôi ông đừng khóc nữa. Ông còn gì ông nói nốt cho mẹ con biết. Bây giờ còn mình mẹ mày. Chúng nó nói gì chúng mày mẹ mày phải cứng rắn lên. Không được để chúng nó giờ nó đòi lên cổ. Lần này tôi phải cứng rắn vì ông, lúc ông còn sống thì tôi chỉ cần gặp ông. Bây giờ ông đi rồi thì tôi phải cứng rắn lên. Mà thầy Thu đừng có chân nuôi bên cạnh các cô. Vâng vâng, con bỏ hết rồi. Vâng, con bỏ hết rồi ạ. Bỏ hết rồi ông ạ. Bây giờ con đã cho hết xuống dưới này rồi. Con dọn sạch sẽ rồi ạ. Con có gì thì bố xuống đấy bảo với các cụ thì ta thử cho con nhé. Ông cứ bình tĩnh ông nói, có gì thì ông nói hết cho mẹ con biết. Tao chả cần gì nói nữa đâu. Thế mọi ngày thắp cơm bồi bố có ăn được không ạ? Thế từ lần sau có phải cùng rượu nữa không ạ? Thỉnh thoảng phải cho tao chén rượu. Vâng, vâng. Bảo con như không được cầm chén nước của tao uống. Vâng ạ. Tao không uống lại. Vâng ạ. Thế vậy, nó uống hết rồi thì rót chén mới đúng không gì? Cháu nó cần nó uống hết xong rồi nó mới rót chén khác cho ông mà. Ông phù hộ cho. Tao không thích. Vâng, vâng. Thôi, lần sau thì cháu không được uống nữa. Thì chỉ mỗi mình tôi uống thôi nhá. Con được uống không ạ? Không, vâng. Chỉ một mình tôi được uống thôi chứ gì. Vâng. Thôi, có gì thì ông nói nốt. Con Như nó cũng bướng lắm. Đúng rồi, hồi này con Như nó cũng bướng lắm không ạ? Nó cứ đi trên ra trên nhà tao, nó cứ nhảy nhăng. À, đúng rồi. Nó cứ chạy ra chỗ nào, vâng. Chạy chỗ kia. Con cũng quét nhiều lắm rồi ạ. Về con bảo lại ạ. Bảo thằng Trung là biết thôi, không là tao không phù hộ cho đâu. Đâu có gì ông Lượng thiếu một cái chú ấy nhá. Bảo ấy năng là chịu khó làm đỡ chồng nó, ông chồng nó khổ lắm. Chồng nó vất vả lắm. Ông tha thứ, thế sao ông bảo ông hợp mấy cái năm lắm mà. Hợp đâu mà hợp. Thế à? Thế, nói xong nó chỉ biết mình nó thì tao chả trêu. À, nó chả đi đến ngay. Thôi ông thương các cháu. Nó cứ lại không được bà cho nên là tao phải trêu. Đúng rồi. Thôi ông sống thôi. Nếu việc nghe nói nhiều mà bà ốm mà bà phải nghỉ. Rồi. Bà cứ ra đấy làm gì? Rồi. Thế bây giờ ông bảo tôi thế nào? Khi nào khỏe thì mới làm, không thì làm cho thằng Trí. Không thì ở nhà cắt rau cho thằng Chu. Thế bây giờ ông bảo nhà tôi ở nhà cắt rau thì tôi làm gì có tiền mà tiêu. Rồi từ các đứa mẹ đấy nghe mày vào nhau. Thằng Chu mới chẳng nghe mày liệu mà lấy vợ đi. Không mẹ mày gọi gì không biết thế nào đâu. Nhưng mà cái duyên con nó lận đận đến sao ấy, cứ yêu phải. Yêu xong rồi lại cách xa cái gì phải cho mày mới chẳng nghe chưa một lời. Không phải do duyên. Thế ông phù hộ cho con một con tôi quên đến cuối năm phải lấy vợ nhá. Cái đứa đều lấy một lúc càng tốt.
Thế thì không được, ông bảo được ấy, ta bảo là được ấy. Cách nhau mỗi người một tuần. Okay. Giống như thằng Thùy thằng Công đây. Cùng một năm. Nhưng mà cách nhau tháng. Khi nào còn trông nhà mày còn trông cho. Không biết rồi ạ. Thằng Nghĩa Hà nó khổ đấy. Có biết rồi, có biết là chú khổ. Để nó lấy vợ thì bà còn bê con chứ. Thì để luôn các chú đấy. Thế như con chăn nuôi như kiểu ở nhà đấy thì cuối năm nay thì có được không ạ? Năm nay mày mua lứa này nó không được đẹp. Vâng đúng rồi ạ. Cũng bình thường. Vâng ạ. Mà mày chơi điện tử thôi, lúc tao còn sống tao bảo mày cái việc gì mày không đi mày cứ chơi điện tử ấy. Vâng. Thì con xin mẹ tao đập cái điện thoại ấy. Vâng. Thôi thì ông thử cho con. Vâng, con nói thì biết rồi. Là sao có gì đâu mà. Thằng Thùy nhớ chưa? Vâng. Nhớ bảo thằng Cương cân hàng vâng, được con vâng nhá. Vâng. Ông tao về tao không dẫm được tao chân tao đau. Vâng, biết rồi. Thế bây giờ ông còn đau đớn trong người nữa không? Tao không. Chân bố còn rồi ạ. Chân ông khỏi. Chân tao vẫn tê. Nhưng mà không đau. Rồi. Thế còn gì nữa không ạ? Vâng. Rồi. Còn con đi làm được không? Cụ bà cũng muốn sang nhưng mà cụ chân đau. Thì thỉnh thoảng để các con sang lai cũng sang chơi nhá. Thế là bầu cháu nào, chuyên môn cháu nào hay đi lai nhất? Thằng Nghe à, nó hợp mấy cu bà. Thế nhưng mà bây giờ ông ơi, cháu Nghe nó, con đi làm ngoài Hà Nội. Con là đi làm xa thì... Bảo thằng Nghe à, lấy vợ đi rồi mà về nhà làm. Vâng. Thế cháu về làm xa ở đây không ổn đâu. Vâng. Thế cháu con là về nhà làm thì làm gì? Bảo anh em nó bảo nhau mà làm buôn bán thì kinh tế mới lên được. Nó chỉ cứ làm kia rồi cứ cậy nhờ người ta thì không biết thế nào. Thế thì con nó về nó làm cùng với em nó nhá. Về chăn nuôi cùng với em nhá. Thế nhưng mà anh em cùng phát triển. Thằng Thu lần sau tao nghe con nói gì không được quật lại anh nhờ chưa? Thôi thì xin ông là để cho con nó làm thêm 1-2 năm nữa ngoài đấy thì con nó về nó có kinh tế thì nó về nó làm cùng em. Nó hay về tôi. Vâng. Ngày bị ngã xe. Vâng. Thế nên tao không muốn cho nó làm ngoài đây. Vâng. Thế lần sau bảo con nó về ban ngày nhá. Ừ. Con hỏi là ai con đi đường ấy, con đi làm trên đường thì có gì đeo phụ với con nhé. Ủng hộ cho con này là đi có vấn đề gì không phải chém mắt ủng hộ cho con. Nhiều lúc bây giờ đi làm trả được mấy không mấy đồng toàn đi bộ nó bắt hết. Thế bây giờ tháng này mày làm không có tiền đâu. Ờ có biết tháng này mất bao nhiêu rồi. Toàn bị công an thì nó bắt thôi. Đúng rồi. Thế bây giờ nó cũng gần nhất. Tôi về tôi làm cho thằng Thủy chứ gì. Khi nào mà khỏe thì mới làm. Okay. Tôi không được làm được gì. Cuối năm mà đẻ bà không được trông con cho nó nữa. Bà trông con nó nhiều rồi. Con lên đường khác. Kệ nó. Mày cứ trông là tao về tao quán đây. Lên. Thôi xin ông. Ông phù hộ chế cho các con. Ông thương cho hai cháu. Không. Không, tôi chỉ xin ông là phù hộ cho hai cháu nó khỏe mạnh. À? Còn tôi ông... khỏe mạnh. Giờ ông không cho tôi trông nữa thì thôi. Đúng không? Bà cũng làm nữa thì bà cũng chăn nuôi mấy thằng Thu. Trông cho nó. Đợt lần chú hút đi. Ông ơi, thì bây giờ cứ hai mẹ con lúc này mà cứ đi cắt rau cắt cỏ nhưng mà không có tiền tiêu thì tôi phải đi làm thêm. Để lấy tiền tiêu. Khỏe thì bà đi làm nhưng thêm. Mà vợ chồng nhà nó cứ bắt nạt bà. Không có tôi, mà khi tôi còn sống thì tôi còn quát được. Bây giờ bà chúng nó nói gì bà không chẳng nói lại. Nhưng bây giờ tôi sẽ... Bà bây giờ bà phải dứt khoát, không là đến lúc không còn tôi anh em chúng nó đánh nhau đấy bà biết không? Nhất là thằng Trung đấy. Bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ đất cát như thế, ông cho chúng nó như thế dứt khoát chưa? Tôi cho dứt khoát rồi. Có nghĩa là như thế, cứ như thế thôi. Còn miếng đất. Thằng Trung nó ở chỗ nào chỉ được chỗ đấy thôi. Còn mai kia thằng Thu với thằng Hè nó mà lấy vợ sinh con. Mai kia bà phải chia ở dưới kia, bà phải chia một phần cho bà. Công chúng nó đuổi bà ra khỏi đường. Khi nào anh là bà già yếu, anh nào nuôi bà thì bà cho chúng nó hưởng mảnh đất đấy. Nhớ chưa? Nhớ rồi.
tôi chỉ tiếc cho thằng nghèo là không đỡ nó được làm nhà xong. Tôi đã đi sớm. Con biết là tâm nguyện của bố như thế. Tôi cũng biết như thế nhưng mà thôi ông Phật, bây giờ không may như thế thì thôi. Cũng ai muốn rồi. Ông cũng phù hộ cho bà con khỏe mạnh, là ăn, là cuối năm sang năm là các anh em và túm lại nó làm cho ông con nhá. Nhớ về về bảo vợ chồng cái thằng Trung đấy. Vâng. Ông tao không thà được con năm đâu. Vâng. Nó còn sống nó chửi láo tao. Vâng, biết rồi. Và cái đây thì ông ấy thôi thì lúc này em nó đang ấy đang có bầu bì của con cháu thì tôi thương không chịu không ông nó xong chỉ một mình nó thôi nó chỉ biết một bản thân nó thôi, chồng nó chả thương, nó còn thương ai, nên con nó con hương nó cứ toàn sai bắt lấy thằng cu mà nó, trong khi nó đang ngồi ở nhà một lù đấy thì bầu bì đúng đấy không phải nó từ xưa đến nay rồi à có biết từ trước và từ lúc chưa đấy. Thì tốt lắm đây. Tôi biết rồi. Không có biết gì đâu mà. Gì cũng chăm lo đến ông, lúc nào cũng nhớ đến ông. Gì cũng ân hận lắm, vì gì không nói chuyện được với ông câu nào. Sao mình chặt thế? Vâng. Thì thôi chúng mày cũng đừng tiếc nuôi nữa. Vâng. Những gì tao nói thì chúng mày phải nhớ đây. Vâng. Bảo ông mày nói lên trên nhà chơi treo vừa thôi. Vâng. Nhà con nó không thích. Vâng. Ông mày cứ lên chắp gương xong cứ ra chơi đùa tao cáu đấy. Vâng. Tôi sẽ bảo chú mày bảo ban các con đấy, ông nói như thế đấy, chú mày liệu chồng cũng với ông về ông trêu được quán trách tốt nhất là ông cũng cho bố cho hai chúng mày đắp cho tao cái mồ đẹp đấy. Để tất cả anh em ở xóm cùng đắp bảo xây đắp cho ông cái mộ thật to đẹp nhất ở đấy luôn. Hàng xóm người ta sống tốt. Vâng. Người ta có công ăn việc làm. Khi nào người ta có việc gì anh em mày vâng bảo nhau mà sao làm giúp người ta. Vâng ạ. Nhớ chưa? Vâng. Bà Vân bà hay làm chuyện cô nhất là đừng nói chuyện gì. Vâng. Bảo con Hương bế thằng cu kia nó ít thôi. Vâng. Bế chẹo có khoa chương trường ở đây. Vâng. Vì tôi cũng biết là từ trước đến nay là bà Vân hay là nói chuyện lắm, chứ tôi không dám nói chuyện gì đâu. Như hôm nọ đấy. Và mẹ mày chịu khó mà vào chùa, đi chùa. Các con nó bảo thì phải nghe. Đấy thì tôi cũng bảo con bảo mẹ suốt là bà mẹ đi chùa. Sáng năm rồi đi vào chùa đi. Tôi cũng bảo thầy, bảo nhờ bác Vân bảo thầy rồi. Nhưng mà sáng năm thì có khóa. Thì sáng năm thì tôi vào, cả bà Nga bà Nghĩa cũng rủ tôi. Thì sáng năm tôi vào. Hôm nay ra thằng nhà không đến. Thằng nhà đây đấy. Thì nhà con tôi đi, là không bảo con. Không, có gọi nhưng mà nghe chứ mà... không cả là hôm nay con có bảo nghe chú nhà đi, nhưng mà chú nghe hôm nay bảo là công việc nó mất quá. Mới cả chúng mới về, mới đi hôm trước nó vừa mới về đây. Vâng. Về là hôm đấy chú đi lên chùa thì kia chú đi lễ. Về chú đi lễ thôi. Thì lỗ để mong tri ân công đức cho ông. Tôi đi lễ thì có được hay không hả ông? Hôm đấy bố có đi không ạ? Được, tao chân đau đi được. Mà con có đi được không ạ? Hôm đấy là bố mẹ con tôi đi thì có được hay không? Được. Mà ai nói gì thì kệ. Tôi cũng con năn nó cứ ác mồm ác miệng thì kệ bố nó nghe gì nó. Đấy tôi cũng bảo, tôi bảo ai nói gì kệ người ta. Việc mẹ con tôi đi chùa là tôi cứ đi. Có tâm gì đấy, cửa Phật. Chủ yếu là có tâm. Thế ông có lên, có muốn lên chùa không? Thì đến 50 ngày tôi cho ông lên chùa. Tôi sợ chân đau không đi được. Nhờ thầy đưa vào được không ạ? À. Vâng. Nhờ thầy đưa vào, bố ở đấy thì bố nghe các thầy giảng kinh thì ở đấy nó sẽ thanh tịnh hơn. Có nếu ví dụ có đau đớn gì thì bố nhờ coi như là Phật coi như là chữa cho bố nhé. Nhờ Đức Phật. Đức Linh xong bố nhờ Đức Phật. Thế gì nhỉ? Sang năm con muốn tăng đàn lên thì có được không? Tăng nuôi, chăm nuôi. Mày chưa được đâu. Cứ phải từ từ. Rồi mày chưa được đâu, mày chăn nuôi phải lấy vợ vào thì mới được. Ít sang năm thì con phát triển từ từ được cái gì ạ? Mày chăn nuôi ít thì được, chăn nuôi nhiều cũng được. Khi nào mày lấy vợ
thì mày chăn nuôi mày gặt được. Và hai vợ chồng. Bây giờ một mình mày, mày còn mày chơi lắm. Dạ. Tao bảo mày bao lần mày không nghe cái gì cả, vứt mẹ cái điện thoại đi. Vâng, cả thằng Thủy nữa. Vâng. Bảo chúng mày dám nghe tao. Con biết rồi. Tao nhiều khi tao đi chân đau tao xuống thăm là điều của thằng Thu, mày vẫn còn chơi đấy thằng Thủy à? Vâng. Bố xuống buổi tối á? Chính xác. 1-2 giờ đêm tao có ngủ được đâu. Vâng. Còn xuống lúc ông còn sống còn xuống đấy. Bây giờ tao vẫn xuống. Bây giờ vẫn xuống ạ. À thì đi một hôm, nhớ hôm 1-2 giờ đêm mới không ngủ được, bây giờ ngoài hút thuốc, ông đi vào đi đấy đúng không? Chính xác, tối về tao vẫn vào nhà thằng Thủy đây. Vâng. Nhưng mà con bông nó cứ sợ. Đúng rồi. Tao không dám vào nữa. Có phải mấy hay là... Tao không bao giờ vào nhà thằng Trung đâu. Có phải là một lần là con ông giàu mất về đúng không? Hai lần liền. Hai lần. Một lần ở trong nhà, một lần ngoài đúng không? Ông tha thứ cho con đi. Ủa thì chúng con là cúi đầu xin bố tất cả. Khi nào thằng Trung nó ít làm thì tao mới tha thứ. Còn nó cứ làm nhiều là tao ghét con vợ nó lắm. Tao bảo nó không nghe. Đúng sống bảo. Cứ đầy chồng đầy con. Tiền thì ai mà chẳng muốn, nhưng mà quan trọng là tình cảm. Mày hiểu chưa? Vâng. Ôi tao bệnh tật thế chẳng may mất sớm. Cô vợ ấy. Mày phải bảo ban nhau. Tôi hỏi là cô vẫn có bảo là có điều gì ấy không? Làm phần ý không? Không. Không. Nó chả làm gì cả. Ông ơi, cái cô, cái bác mà mất sớm thì ông có biết không? Lúc đấy chết trẻ tao không biết được. Lúc đấy mấy tháng, lúc đấy tao còn bé. Thế ông bà có nói lại cho bố không ạ? Không, tao không hỏi. Bây giờ chẳng biết ngày rủ nào của bác mà làm đã. Thì ông... Mày cứ lấy đầu tháng đi. Đầu tháng mấy ạ? Cuối năm. Tháng 12. Cô đấy có tên không ạ? Chưa kịp đặt tên. Chị cứ gọi là gì? Cô gọi là bác hay gì? Hay là gọi là cô? Chứ mày gọi là gì cũng được. Trên mô. Trên thì phải gọi là bác cái gì đó. Trên đâu gọi? Trên đâu gọi? Không nhớ lắm. Có nghĩa là lúc đấy là có ông Kim. Bác Kim xong đến bác đấy. Bác Kim cũng đang bệnh tật lắm. À, cái gì nhỉ? Thế hết 50 ngày ông thì mẹ với cả bọn con muốn lên thăm bác Kim có được không ạ? Được. Chúng mày cứ lên thăm đi cho có tình cảm bác cháu. Phải tâm nguyện cả nhà đi càng tốt. Cho cả các cháu lên cho bác ấy nhìn thấy mặt các cháu càng tốt. Thế bác gái thế nào ạ? Bác gái cũng như ông Kim thôi. Cũng bệnh tật. Nhưng mà lên thì lên, nhưng mà tôi cũng sợ, sau này bác mắng lắm. Kệ, chúng mày cứ lên đi, bây giờ bác ấy ốm rồi, bác ấy không nói đâu. À thế ạ, thì sau 50 ngày là mẹ con tôi thuê một cô tiên nhé. Vâng, à, bác ấy vẫn đang ở viện chưa về đâu. Không, vẫn chưa về ạ? À? Bác ở đây thì bị mắc này, bị mắc. Thì bây giờ lên thăm thì thăm ở đâu? Không, thì chưa không phải đợi bác về ạ. Lúc đấy, lúc nào chúng mày đi, chúng mày gọi điện trước. Vâng. Hỏi thăm đến bác ở đâu. Mà nếu bác ở đâu thì ra đấy thăm cái gì? À. Vì thì là con muốn chọc tối mà thật chết thì mẹ con bất chết. Mày phải đi lại cho nó tình cảm bác cháu. Vâng. Còn kệ các anh các bác trên này thế nào thì kệ. Vâng. Mình sống có tình cảm. Vâng. Nhưng mà cháu dâu cả cũng muốn chú thím với các em lên lắm, nhưng mà chỉ vì bác giai đấy ông bây giờ ông biết không rồi. Nói gì đâu. À, bây giờ ông đến bệnh ông không nói gì đâu. Ông đến lên thăm ông mới cảm mừng. À rồi, à, rồi. Tâm nguyện của ông là muốn gặp các cháu đúng không? À. Thế đúng rồi, thế. Đấy, còn gì mà không ông nói nốt đi để cho mẹ con tôi biết. Nhớ về về bảo vợ chồng thân chung, nhớ chưa? Vâng. Tao chỉ mỗi cái này thôi. Vâng. Nhớ rồi, xin. Nhớ mà vợ chồng mày không bảo được nó, tao về đâu. Vâng, cho vâng, chúng mày vâng. Trông chúng nó lụi luôn đấy. Vâng, vâng ạ. Chúng con cúi đầu xin ra mối trước những lỗi. Từ trước đến nay ta bảo không nghe. Thôi thì ông tha thứ cho các con đi, ông đừng có làm hại. Không, khi nào thằng Trung nó bớt đi làm thì ta mới tha. Vâng, bảo con năm ở nhà, chừa thì ở nhà với cơm nước cho chồng đầy đủ vào. Vâng. Cứ sai con nương hết nấu cơm rồi lại bế thằng Pu.
mấy là vẹo sườn. Lại chuẩn bị hai đứa nữa. Thế là ông quyết định ông không cho tôi trông hai đứa bé. Không, gì? Không. Trông nhiều. Vì nó không sống biết điều với bà. Nó có lợi dụng được bà lúc nào thì nó ngon mà không lợi dụng được thì nó phổi như không ấy. Vâng. Mày sống mày không biết à? Tôi biết nhưng mà thì tôi muốn là cho nó quen đi. Sống chỉ vì con vì cháu. Nhà đang tủy mày đã trông được đứa nào chưa? Tôi biết. Mà ba đứa nhà chúng nó, chúng mày cứ trông cho nó từ A đến Z đấy. Thôi, nó có nhớ công ơn của mày đâu. Nhưng mà tối thì nó đi chở hàng nó bắt con cho mày, mày vừa ốm dậy nó đã bắt trông con. Tôi bảo chưa ốm xong nó đã nhòng nhòng đòi bà ra nhận hàng. Thế tôi đã nói với ông rồi là tôi ốm tôi không trông được, ông lại cứ bảo thật là tôi bà cố trông cho nó, bây giờ ông lại trách móc tôi. Lúc đấy tao thấy cháu thì tao thương tôi, còn vợ chồng chúng nó phê. Nhưng bây giờ là không được, hiểu chưa? Bây giờ là được rồi, tôi nhớ. Còn ông là ông không cho. Ông mà cứ làm, bà tôi bảo bà mà bà cũng không nghe lời tôi ấy. Tôi về tôi làm cho bà ốm đấy. Thôi đâu mà, bà đang ốm. Bà khỏi phải bế nó đấy. Nhưng bây giờ tôi đang ốm, tôi đưa ông xem tôi đã khỏi chưa. Chưa khỏi hẳn đâu. Thế á? Vẫn đang uống thuốc. Cũng là lấy thuốc. Hôm nào nắng thì không được làm. Rồi. Người quỷ ra đấy đây. Mát thì tôi mới được làm chứ gì. Bà bị tiền đình đây. Nhớ chưa? Được rồi. Ông Mạnh xem có cái thuốc nào chữa được. Thế ông Mạnh tôi xem đúng. Nào phải đi chữa ở đâu cho nó khỏi. Chả chữa ở đâu được cả. Dùng thuốc ở nhà. Chả dùng thuốc gì cả. Thế bây giờ làm thế nào? Cứ ăn uống nghỉ ngơi. Làm đi cho thằng vợ chồng nhà thằng Trung thôi. Khỏe thì làm. Khỏe thì làm mà yếu thì thôi. Mà nó cảm thấy nó thuê được người khác thì cho nó thuê. Thế thì thôi, bây giờ tôi phải xin ông rồi mai tôi Thành Thu nó bảo bà tao lần rồi bà không nghe. Không làm được thì cứ nói thẳng. Đúng rồi. Làm được ngày nào hay ngày đấy. Bây giờ tao bị bệnh tật thế. Đúng rồi, phải nói thẳng với chồng nhận. Mày không lo cho tao thì bây giờ tao làm cho quỷ thật đấy. Thì ai chịu cho tao tiền thuốc các thứ mà tao làm được có lương gì đâu. Cái chồng con như mày suốt như thế. Mày có thương tao đâu, nhất là con vợ nhà mày ấy, thằng Trung ấy. Thằng Trung nó đang ngu, nó cứ nghe lời vợ nó ấy. Tôi cũng nói rồi, chỉ vì con mình ngu cho nên là mình khổ. Ngu cho nên là anh em mới mất đoàn kết. Mỗi thằng nghe thằng Thu, thằng Thủy thôi. Vợ thằng Thủy nó còn sống biết điều. Thì ngay cái hôm mà ông ổn đau đấy cứ ở con nó về, nhưng mà con nhất định không về, nó cứ ở đấy nó phục vụ, bao giờ mà ông về thì thôi. Tao biết rồi. Nó nói tao cũng nghe thấy rồi. Thế à? Nhưng mà tao không mở mắt được. Thì những lúc mà tôi vào tôi xoay bóp cho ông, tôi nói mình ông không nghe thấy không? Tao nghe thấy. Có vào không ông một lần? Tao biết thằng Thủy ra buổi sáng xong về nó đi chợ hàng rồi. Vợ nó ở đấy suốt rồi. Nó sống có tình có nghĩa. Chuyện gì Thủy cũng cứ tối nào đúng không về. Tao biết rồi. Sáng suốt. Tao biết là cả thằng Hà ra rồi. Cả tối hôm cậu với cả các Hùng ra rồi. Thế chúng mày không phải lo lắng gì. Vâng. Tao cũng mãn nguyện rồi. Vâng. Thôi ông ta, tôi chỉ thần một cái tiền. Ông đi mộng mà tôi không gặp được ông nói gì được với tôi một câu nào. Tao biết rồi. Tao cũng không nghĩ là tao vào là là không tỉnh dậy được nữa. Một là bố vào rồi đấy, xong thì bố cũng bảo là bố về mà. Sao bố quản bố về mà. Tao cũng bảo với bác Bích thế. Ông thay thử cho tôi nhé. Hôm nay cháu Phương nó được mới được khăn đúng không? Đúng rồi. Nó vừa mới về ông kia, nó vừa sang thăm tao. Vâng. Mai nhà cậu mời ăn cỗ đấy. Đúng rồi. Vâng. Chúng mày liệu mà sang nhá. Vâng. Mai cả vợ chồng cháu Thủy về con dì Thủy đấy. Tao biết rồi. Thế à? Ôi tao đau chân, tê chân quá mày ơi. Thì mai xuống đấy bố có sang không? Không, tao không sang đâu, có bao giờ tao sang đâu. Vâng. Thế tôi gì ông ơi? Và tôi thì ông, tôi chào ông nhá. Để ông mệt mỏi thì ông nghỉ nhá. Mày cho về con về. Chúng mày tối rồi đi về cẩn thận đấy nha. Ông phù hộ cho mày. Thằng Minh với con Bông đang chờ chúng mày nhà đấy. Ừ,
Có đi trên đường thì ông bộ tụi con về nhà nơi trốn nhá. Có gì thì bố về báo mộng cho chúng con nhá. Tao báo rồi nè. Nhưng mà từ hôm ông đi ông chẳng báo mộng cho tôi gì cả. Tôi không báo được bà với thằng Thuế. Cần cao. Hôm có hai lần con mơ thì bố vẫn ở viện. Hôm qua con mơ thì bà nội về xong rồi con hỏi bà thì bà bảo rằng là tất cả đều bình thường không có gì cả. Đúng rồi. Thôi thì thôi tôi. Kim vẫn đứng ở kia kìa. Đâu? Vẫn đứng ở kia kìa. Chào bố. Quý đầu xin ông một thay thử cho. Cô đang gật đầu đấy. Vợ chồng con thứ hai nhá. Không, ta bảo rồi đây. Vâng, vâng, về con bảo chúng nó. Thôi tôi về. Xong rồi đấy. Mày về mày phải bảo đấy nhá. Vâng. Bảo con năm đi xem bán gói toàn đi thôi. Thì em ông nội có muốn nói gì không ạ? Đúng rồi, ông muốn nói gì không? Không, ông đang đứng gật đầu rồi. Vâng. Vâng. Ông cũng đồng ý hết rồi. Thế hôm mà bố đi đấy thì mua bộ quần áo đấy bố mặc có vừa không ạ? Có màu đâu màu đấy màu nâu cái gì ạ? Thế lần sau nếu mà có đến ngày gì thì hóa cho bố thì áo màu nâu nhá, áo màu kẻo có thích không? Tao cái điều cày. Cái điều con chẹt mấy cái bút mấy quần sở có cái kính không? Kính có được mà không có được. Tao có quyền lệch. Ông có đòi xe đạp không? Chân ta đau tao không đi được đâu. Thế có liềm với lại cái tải cho tao không? Không. Ta đau ta đi làm sao được. Nhớ đi làm. Là chung đi được đây. Điều không biết là nhớ rồi. Nói chung ở nhà mình cũng hay nói. Đây đúng đấy. Nhưng chứ không. Hôm nào cũng đốt cho bố cái kính để bố nhận được. Ta nhận được nhưng không nhìn rõ. Thế phải mua kính như thế nào? Trắng trắng. Kính trắng nhá. Kính mà khi tao đeo mẹ mày biết đây. Cái kính mà mất một mắt đi gì? Thế rồi gửi cho ông cái kính này xuống nhá. À. Vâng. Nhưng mà gửi cái kính giấy thì phải làm bằng giấy nhưng mà mất bằng... mắt. Mất mắt đấy. Giấy mất mắt à? Mày cứ khấn trên đạch tao là được. À rồi. Thế thì được rồi. Thế còn gì nữa? Tao thằng Cương chịu bó bơ giấy các thứ vào. Tao vâng. Thấy nó bừa tai quá. Tao về chân đau tao đĩa cả đi được. Ông tha thứ cho cháu vì cháu nó quá mệt mỏi. Nó cứ lúc mát nó thì nó đéo làm, cứ lúc nắng nó ra nó làm. Ai giờ đầy nó đâu xong nó cứ bảo nó nằm trong nhà. Nó cứ kêu khổ ai đầy nó đéo đâu. Mấy kẻ cũng do vợ anh này không được đi nhà, không dọn vợ nhà. Chồng nó cũng đấy. Chậm. Đúng rồi. Vợ anh cũng chậm, chả dọn ngang. Việc gì. Thế nên là anh về anh toàn phải làm, anh khổ. Toàn ngồi ở ghế để chạm. Lần nào tao chẳng biết. Thế bây giờ bố vẫn ở nhà đúng không? Bố vẫn đứng ở cái chỗ cái tre đúng không? Tao ngồi ở ghế. Tao ngồi ghế. À cái ghế mà có cái mâm mấy gì ạ? Không, tao ngồi ghế đầu hè. Mày để đấy. À vâng. Mày nói gì tao biết hết. Vâng. Tao Cương toàn chạm vào đấy thôi, cả ông Mạnh. Thôi có gì ông tha thử cho mẹ con tôi nhá. Nhớ về bảo vợ chồng mình chung đấy. Thôi thì thôi bây giờ bảo đây con Hương với chồng mới vừa thôi. Thôi bây giờ buổi tối rồi thì tôi xin ông là cho mẹ con tôi về. Tôi đi trên đường, mẹ con tôi đi trên đường thì ông phù hộ cho mẹ con tôi nhá. Chúng mày muốn hỏi gì tao nữa không? Bố cố gắng cuối năm nay là 62. Hôm nay à? Hôm nay thì hết giờ rồi. Sao mai cơ. Biết nhưng tao cho số 62. Lần trước ta cho thằng Mạnh ngủ đéo ăn. Đúng rồi. Ông Mạnh ông bầu là đấy. Ông ơn cho đề mà không biết đó. Ông Mạnh bảo nó lên mà chạm vừa thôi. Ta chửi cho suốt. Thế á. Thế từ giờ ở đến cuối năm mà con xuất đại biểu để có được không? Xuất đi mà lấy vốn. Vâng, có được giá không? Ta phù hộ cho. Vâng. Bố phụ hộ cho con những cái con nào bé, bố phụ hộ cho con mày, mày vay tiền cho mày để vâng, mày vâng. Lo mà đi vâng, cả nhà, đừng để mẹ mày nữa. Vâng, con biết rồi. Con biết là mẹ vay tiền cho con thì con có trách nhiệm rồi, con sẽ gửi. Thôi ông phụ hộ vậy. Cho mẹ con tôi là mọi người yên tâm. Sao chị thưa con Hương không? Vâng. Thì ông nó bị khổ hơn cả thằng Minh, thằng vâng, Minh đúng và người. Đúng bướng. Vâng. Thì ông thương con Hương, ông không thương tôi à? Tôi cáo thương bà cho nên tôi mới bảo bà thế. Thế nhưng mà ông phù hộ cho mẹ con tôi làm để giải hết công nợ nhá. Bây giờ ông có biết tôi nợ bao nhiêu không? Tôi biết. Thế giải hết tiền nhánh giáo chưa? Giải hết tiền anh giáo rồi. Còn nợ ai không? Còn nợ nhà Sơn hơn 20 triệu. Nợ tao về tao cũng bảo
thằng Thủy là đỡ cho mẹ một ít rồi, nó có. Cũng bảo là có rồi. Vợ chồng mình chung cũng đỡ một ít. Trong mấy anh em nó là có nhất, nhưng mà thôi vợ chồng nó sống chỉ biết một mình nó thì kệ. Bảo nó không được thì kệ bố nhà nó. Thế bây giờ là tôi còn nợ của nhà Sơn 20 triệu, hơn 20 triệu nữa. Mấy của kệ bố nhà nó, còn... đéo là giả cũng được. Còn 20 triệu của ngân hàng nữa. Thế mới lại 20 triệu đó. Mày vay cho thằng hè mày có vay đâu à. Thì tôi trả vay đi làm ấy là gì, làm chặn mày giả gì? Rồi mày bảo thằng hè nó giả bảo thế nào, bảo bố bảo thế. Còn thằng thu tiền của nó vay thì nó tự giả, mày không được giả nữa. Vâng, biết rồi. Thì các con tự lo giải nhá. Cái đấy thì về tôi đặt bổ con nhá. Con nó thì trang trải 20 triệu của mẹ vay trước, bây giờ là thành con vay nhá. Thôi thì bây giờ tôi chào ông nhá. Bố uống nước rồi bố đi ạ. Mẹ bố uống nước. Tao không uống đâu. Đồ dần. Mày liệu mà về ông tôi. Tôi xóa tay ông một cái nhá. Ông xoay mặt tôi đi. Bố đi nhá. À, có gì chúng mày về cẩn thận nhá. Có gì về bố tao bảo đâu cần, tao không đây chúng mày cho tao đi xa thế. Tao về mãi mới kịp. Bố tèo nó bố lên xe máy con trở về nhá. Thế thì tôi bố về đấy, ông các cụ với cả tao chờ từ sáng giờ. Thì chúng con hẹn tắt. Tại sao mà từ sáng giờ ông mới lên? Ở đây tắc đường đúng không? Con lên đứng mãi ở cổng rồi. Sao không báo thầy báo anh sớm? Con dâu tôi có vào hỏi mấy lần rồi. Nhưng mà thầy bận quá đúng không? Đúng rồi, cứ đứng ở cổng mãi ngỏi cái chân. Rồi, xin lỗi ông nha. Vâng. Thế bây giờ đưa ông về lại nhà nhá. Vâng, tôi chào thầy nha. Thầy có chuẩn bị ít tiền vàng. Thầy nha. Có chuẩn bị ít tiền vàng đốt cho ông lên này. Quần áo nữa. Hôm nọ nó đốt tao cũng nhận được rồi. À, thế hôm nay đốt tiếp nhá. Không. Thầy chuẩn bị kia rồi. Tao mặc ít lắm. Ôi con cái đồ ấy, nó là bố một bộ nữa. Thầy chuẩn bị kia rồi. Chuẩn bị rồi. Đã đốt đi, đốt đi. Thì để, tôi cũng để đấy. Hôm nào bố lại mặc thay đổi. Thầy chuẩn bị rồi thì thôi, bố cứ nhận nhé. Bộ quần áo thì ông nhận nhá. Tôi xin nhá. Rồi. Thế thôi con chào bố nhá. Bố đi nhá. Thế bố đi, bố lên rồi nhá. Bố lên xe rồi bố trở về. Thì đợi ông lên xe máy con. Tao đang tê chân, năm không xuống được cầu thang đâu. Vâng vâng. Đi thang máy. Thì đi có thang máy không ạ? Tí nữa con mở cửa thang máy rồi bố về nhá. Con chào bố. Con chào bố. Tỉnh chưa? Dạ, tỉnh chưa, tỉnh chưa. Ngàn chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Anh thì đốt rồi mà. Hình như anh vừa đốt rồi mà. Nhìn cái này. Đúng rồi, anh đốt rồi. Được. Tỉnh chưa, tỉnh chưa, tỉnh chưa, tỉnh chưa, thì rồi, bàn chưa, bàn hồi lại chưa. Đó, nhập vào con mà, ông Hồng thì ông nhập vào mấy này, mẹ là, chắc là cũng mấy cho nên là ông thì không nhập được. Chứ ông nhập vào con để nói chuyện với bà gì nữa. Thầm với con dâu. À, có mỗi em thì cả, thì em là không gặp được đâu, còn là tất cả là gần như là tất. Vì ông vừa ông nói rằng là chúng mày phải ta không vào được bởi vì cao quá. Thế hôm nay thế hôm nay gia đình mãn nguyện chưa? Vâng, mãn nguyện cũng là hỏi được ông cũng nhiều rồi. Ông dặn rồi, ông mãn nguyện rồi. Thầy là lúc mà ông đi mổ cái là thì tôi cũng đã mệt mỏi rồi, thì mấy hôm tôi phục vụ ông rồi, nên hôm tôi thức ngày đêm tôi thức để phục vụ ông ấy. Thì hôm đấy thì mình đến giờ đến tận sáng hôm sau ông mới đi mổ cơ. Thì hỏi bác sĩ bảo rằng là ông còn phải tiếp thuốc, tiếp nước, tiếp đủ các loại thuốc máu mới này. Đấy là bác sĩ cũng chưa định ấy. Chưa định hẳn là ngày nào mổ, lúc nào mổ thì là chưa mới mổ được là có mỗi phút thế mới bảo là đi về thì sáng hôm sau ra, thì nhưng mà không ngờ đâu 2 giờ sáng đi mổ. Thế rồi cuối cùng có một cháu thứ ba, con trai thứ ba ở đấy. Đến lúc mà đi lên mổ bố, bắt đầu con mới gọi điện, thì bắt đầu tôi mẹ cháu tẻ ra thì ông lên lại mổ rồi. Thế nó trước khi đi ông không gặp được vợ. Thế nó tôi chỉ ân hận một điều đấy thôi. Thế nhưng mà tôi hỏi ông tha thứ cho rồi. Thế chúc mừng nha, chúc mừng gia đình nha. Vâng.
Thôi thì cảm ơn thầy nhé. Rồi, xin chào. Này. Con cảm ơn thầy nhé. À, con này xem ở trên mạng thấy thầy thế à? À. Tiểu Vi không thì thầy đang lên suốt thì con cảm thấy thế, thế là hôm nay đến tận nơi chứng kiến rồi đúng không? À vâng, đến tận nơi luôn. Xịn chưa? Vâng, thế con cảm ơn thầy. À, thế con xin phép con về đây. Chào nha, chị ở lại nhé. Cảm ơn thầy. Hay cô chú ở đây nhé. Rồi, xin chào.